Nhiều người gặp khó khăn khi nấu món cá chấm chua cay tại nhà. Hôm nay, mình sẽ chia sẻ với mọi người cách nấu chi tiết món ăn này. Cách làm đơn giản như đun nước sôi, chỉ cần nhìn là bạn có thể học được. Đầu tiên, cắt cá chấm dọc theo sống lưng, lấy phần xương sống cá, cắt thành từng khúc vừa ăn, dùng dao cắt chéo 45 độ, cắt thịt cá thành những lát mỏng khoảng 3 mm. Mình đã đăng tải hơn 800 video hướng dẫn nấu ăn nhưng vẫn chưa nhận được nút tim đỏ của bạn, thật là đáng buồn. Video này, hãy dành tặng cho mình một nút tim miễn phí nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều. Tiếp theo, cho muối, tiêu, hành lá và gừng vào, trộn đều cho đến khi hỗn hợp dính tay, thêm lòng trắng trứng và một muỗng bột năng, trộn đều cho đến khi hỗn hợp sệt lại, ướp trong 10 phút. Đun nóng dầu, cho xương cá vào trên vàng, trên nhỏ lửa, trên cho đến khi hai mặt vàng đều, cho hành, gừng, ớt, hạt tiêu và dưa cải chua đã thái vào, xào cho đến khi dậy mùi thơm, sau đó cho nước sôi vào và nêm nếm gia vị, thêm muối, đun sôi với lửa lớn cho đến khi nước dùng sệt lại và có màu trắng đục. Vớt xương cá và dưa cải chua ra tô, chuyển sang lửa nhỏ, cho cá vào, nhẹ nhàng đảo đều cho cá chín, đổ vào tô đựng cải chua, thêm tỏi băm, ớt khô, hoa tiêu, mè trắng và hành lá, rưới dầu nóng lên để cho dậy mùi. Món cá chấm chua cay làm theo cách này, thịt cá mềm mịn, nước dùng chua thanh, ngon hơn cả nhà hàng, mỗi ngày không biết ăn gì, hãy theo dõi mình để làm phong phú thêm thực đơn món ăn gia đình của bạn.